Xin chào các bạn quay trở lại với vlog tiếp theo của Yêu Máy Bay. Và cứ chủ nhật hàng tuần thì chúng ta lại gặp nhau để Yêu Máy Bay có thể trả lời một số câu hỏi của các bạn trong một tuần qua. Và tuần này trong số này thì rất tiếc là Long và Hoàng đang có bận những công việc cá nhân và gia đình nên không thể tham gia được. Tuy nhiên thì tuần sau thì họ sẽ trở lại, các bạn đừng lo nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên là bạn Tuấn Kiệt Giang, bạn hỏi rằng cho em hỏi có chuyến bay nào nối chuyến tại Tân Sơn Nhất không ạ? Tại em thấy có rất nhiều chuyến bay dừng tại các sân bay lớn khác, thì cũng như các sân bay khác trên thế giới, sân bay lớn khác trên thế giới thì Tân Sơn Nhất và cả Nội Bài nữa là những cái sân bay mà có nối chuyến, và Vietnam Airlines là một trong những hãng có các chuyến bay nối chuyến tại Tân Sơn Nhất hay là Nội Bài. Ngoài ra thì có những một số hãng hàng không khác liên danh với Vietnam Airlines cũng có các chuyến bay nối chuyến ngay tại Tân Sơn Nhất. Bạn Đặng Thị Linh hỏi là cho em hỏi tại sao là Boeing 787 bay được từ Việt Nam sang Mỹ nhưng tại sao Việt Nam không lập đường bay thẳng. Cái vấn đề này thì rất tiếc Yêu Bay không phải là Vietnam Airlines nên Yêu Bay không thể trả lời cho bạn được. Nhưng mà tuy nhiên thì theo mình biết thì là việc lập một đường bay từ nước này sang nước kia cần phải rất nhiều khâu chuẩn bị và xin phép. Do đó thì không phải là mình sử dụng một loại bay đường dài thì mình có thể bay ngay tới một điểm nào đó được. Và bạn Khôi Huỳnh có hỏi là ngoài việc bay với Vietnam Airlines để tích điểm khách hàng thường xuyên, ngoài ra còn cách nào khác để tích điểm mà không phải bay nữa hay không? Thực ra thì không chỉ Vietnam Airlines mà tất cả các cái chương trình khách hàng thường xuyên khác trên thế giới đều có rất nhiều cách lựa chọn để bạn có thể tích lũy điểm thưởng vào thẻ thành viên của mình mà không nhất thiết phải bay. Các cách đó có thể như là tích điểm khi các bạn cà thẻ, thanh toán thẻ ngân hàng có liên kết với lại hãng hàng không, hay là các cái dịch vụ liên quan đến khách sạn, hay là tài chính, hay là viễn thông. Đối với Vietnam Airlines thì nếu mà bạn không cần bay nhưng bạn cũng có thể tích lũy điểm vào thẻ bông sen vàng bằng cách là bạn thanh toán với các cái thẻ liên kết với Vietnam Airlines như là thẻ Techcombank nè, thẻ Vietcombank hay là một số ngân hàng khác. Và với Vietnam Airlines thì các bạn cũng có thể đặt phòng khách sạn qua Agoda hay là qua Cardigo và một số đối tác khách sạn khác để có thể là cộng điểm vào cái thẻ thành viên của mình mà không nhất thiết phải bay. Và có một bạn nữa có nickname là SDTV. Bạn này có yêu cầu là Yêu Bay hãy làm video hướng dẫn check-in online và check-in ở kiosk ở sân bay. Thì đây cũng là một cái yêu cầu của rất nhiều bạn, và Yêu Bay sắp tới thì có lẽ Yêu Bay sẽ sắp xếp, nếu mà có một chuyến bay ở đó thì có lẽ Yêu Bay sẽ trải nghiệm thử và chia sẻ với các bạn nhé. Và bạn Phong Phạm có hỏi là AirAsia khác với AirAsia X như thế nào, khác ở điểm nào? Thì thực ra là AirAsia X là một hãng hàng không khác trực thuộc và thuộc quyền sở hữu của AirAsia. Tuy nhiên AirAsia X thì thường họ bay những cái chuyến bay đường dài và họ sử dụng cái loại máy bay lớn thân rộng, đó là A330-300. Và trên máy bay A330-300 của AirAsia X thì họ còn có các một khoang hàng thương gia với ghế nằm ngả phẳng ra nữa. Thì cái chữ X ở trên cái tên của AirAsia X mà các bạn thấy đó là chữ extra, tức là bay xa hơn. Thì đó là cái điểm khác biệt mấu chốt giữa AirAsia và AirAsia X. Và bạn Bùi Châu Hiền có hỏi một câu liên quan đến trải nghiệm với hãng Vietjet. Thì bạn hỏi là nếu lên máy bay Vietjet ngay giờ ăn thì phải đặt đồ ăn trước ở quầy mua vé hay là giá vé sẽ tự động tăng lên, và sau khi lên máy bay tiếp viên sẽ bán đồ ăn hay là tất cả các hành khách đều được? Câu hỏi này của bạn thì cũng đã có lần Yêu Bay làm một cái vlog riêng về cách đặt các hãng các suất ăn ở trên máy bay, và trong đó có hãng những hãng giá rẻ nữa. Thì đối với Vietjet thì họ còn không có phát đồ ăn cho tất cả các hành khách, mà nếu bạn muốn ăn thì bạn phải lên máy bay bạn mua, hoặc bạn có thể đặt trước trên mạng lúc mà bạn mua vé ở trên trang web. Và tất nhiên thì khi mà mình mua máy bay, mình mua suất ăn trên máy bay thì cái chi phí của chuyến bay nó sẽ tăng lên rồi. Cho nên là bạn hãy lưu ý là bạn nên đặt suất ăn trước trên trang web.
lúc mà bạn mua vé thì là sẽ rẻ hơn lúc mà bạn mua máy ăn, mua suất ăn ở trên máy bay nhé. Và có một bạn khác là Big Baby Travel, bạn có hỏi là làm thế nào để book được ghế hàng đầu trên máy bay. Và đây là một, cũng là một câu hỏi rất thú vị mà Yêu Bay nghĩ rằng Yêu Bay sẽ làm riêng một cái vlog để trả lời riêng câu hỏi của bạn. Tuy nhiên thì ngay lúc này đây thì Yêu Bay cũng trả lời sơ sơ cho bạn là để một số, đối với một số khách hàng không giá rẻ thì để ngồi được những cái ghế hàng đầu thì các bạn phải bỏ tiền ra mua. Còn đối với một số khách hàng không truyền thống thì những cái ghế ngồi hàng đầu là thường là ghế hạng thương gia và bạn phải bỏ tiền ra mua vé ghế hạng thương gia, thậm chí là hạng nhất thì để các bạn có thể ngồi được cái ghế hàng đầu. Ngoài ra thì là những cái vị khách mà là thành viên cao cấp, ví dụ như là của Vietnam Airlines đi, họ có thẻ vàng hay thẻ bạch kim thì thường họ được sắp ngồi đầu các cái ghế ghế hàng đầu của khoang hạng phổ thông, hoặc là đôi khi là họ được nâng hạng lên hạng thương gia để ngồi bên trên nữa. Và bạn Ngân Kim có đưa ra một yêu cầu là yêu cầu Yêu Bay hãy làm về lịch sử hàng không Việt Nam đi. Và đây cũng là một chủ đề mà Yêu Bay rất là mong mỏi, rất là nung nấu từ rất lâu rồi. Và khi kiếm được đầy đủ tư liệu thì chắc chắn Yêu Bay sẽ làm chủ đề này ngay, bạn yên tâm nhé. Và bạn Nguyễn Thị Hồng cũng có một yêu cầu tương tự, đó là các bạn bạn comment ở trong cái vlog về Singapore Girl, nói về những cô tiếp viên hàng không của Singapore, thì bạn có nói là Yêu Bay hãy làm một cái vlog về tiếp viên hàng không Việt Nam và nhất là hãng Vietnam Airlines đi ạ. Thì bản thân thì Yêu Bay cũng rất muốn làm chủ đề này, nhưng mà có lẽ là để đợi một dịp nào đó thuận tiện thì Yêu Bay sẽ làm chủ đề này nhé. Và một bạn là bạn Scoop Petrol Channel có hỏi là lần trước thì Yêu Bay có nói là hãng KOM là hãng của Hà Lan thì là chưa có bay đến Việt Nam, nhưng mà tại sao thì là khi mà bạn tra cái chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Moscow thì lại có hãng KOM bay từ Tân Sơn Nhất? Thì Yêu Bay xin trả lời thế này, có thể là cái chuyến bay đó là một chuyến bay liên danh giữa KOM và Aeroflot hoặc là KOM và Vietnam Airlines, cho nên là có cái chuyến bay như vậy, với số hiệu như vậy, nhưng mà thực ra đó là chuyến bay liên danh và share code chứ không phải là chuyến bay trực tiếp của KOM từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Moscow. Và bạn Nguyễn Đức có hỏi một câu hỏi cũng khá thú vị là ở Việt Nam thì các bạn thấy phi công nước ngoài lái máy bay Việt Nam rất nhiều, vậy thì phi công Việt Nam có lái bay nước ngoài không? Thì chuyện này là chuyện chắc chắn là có, và mặc dù chưa có một thống kê cụ thể nhưng mà hiện nay rất nhiều các phi công người Việt đang lái bay cho những cái hãng nước ngoài khác trên toàn thế giới chứ không riêng gì Vietnam Airlines hay là các hãng ở Việt Nam. Và bạn Nguyễn Hồng Việt Phương, bạn có đưa ra một yêu cầu là hy vọng là Yêu Bay sẽ review hãng thương gia trên A380 của Singapore Airlines một ngày không xa, và đó cũng là ước mơ và là mục tiêu của tất cả anh em trong Yêu Bay. Và có một bạn là bạn Hải Nguyễn, bạn có nói là anh ơi anh đi du lịch Dubai và quay clip đi, chỗ đó rất là đẹp. Thì Dubai thì là mình đi rồi và mình cũng có quay clip chụp ảnh, và thậm chí thì mà mình cũng đã đi với hãng Emirates sang Dubai. Và mình có trả lời lại bạn Hải Nguyễn là mình nếu như mà Yêu Bay làm một cái vlog về du lịch thì liệu các bạn có ủng hộ không? Thì Yêu Bay nhận được sự ủng hộ của các bạn comment, và một số bạn khác nữa cũng gửi inbox riêng cho Yêu Bay là yêu cầu Yêu Bay sẽ có thêm một cái vlog về du lịch, bởi vì là cái chuyện đi máy bay nó gắn liền với cái chuyện đi du lịch. Và về yêu cầu này thì là cũng là một yêu cầu rất thú vị, và Yêu Bay sẽ xem xét thực hiện thêm một cái vlog du lịch, một số trước mắt là một số một tuần để phục vụ các bạn nhé. Bạn Quân Cun 109 Vũ, bạn có hỏi là cho em hỏi là Vietnam Airlines bay chặng đường trung và đường dài, khi vừa bay tới mà có chuyến quay đầu trở lại, vậy thì phi hành đoàn có thay đổi không? Thì chắc chắn là sẽ có sự thay đổi phi hành đoàn, và bao gồm cả tiếp viên và phi công, để những người mà vừa phục vụ chuyến bay đó họ có thể nghỉ ngơi. Và
sẽ có một tổ khác bao gồm cả tiếp viên và phi công sẽ lên thay họ trên chuyến bay trở về nước để đảm bảo cái sức khỏe và cũng như cái chất lượng phục vụ cũng như là an toàn chuyến bay. Và bạn Thảo Trần có hỏi là anh ơi, đi Vietnam Airlines thì suất ăn có sẵn hay là phải mua vậy? Nếu có sẵn rồi mà mình vẫn đói thì lúc nào đó thì có thể mua không ạ? Thì Vietnam Airlines là một hãng hàng không truyền thống và họ không bán đồ ăn trên máy bay, và bạn có thể là tùy theo chặng bay ngắn hay dài mà các bạn sẽ được phục vụ bữa ăn. Ví dụ một số chặng bay trong nước mà ngắn quá thì thường là các bạn sẽ chỉ được phục vụ nước thôi, nhưng một số các chặng bay dài hơn thì các bạn có thể được phục vụ bữa ăn nhẹ hay bữa ăn nóng. Và nếu các bạn ăn rồi các bạn vẫn thấy đói thì các bạn có thể hỏi tiếp viên xem là còn một suất ăn nào khác không, và mình tin rằng là nếu như mà còn thì chắc là họ sẽ phục vụ bạn thêm một bữa nữa. Và để biết thêm được là trên các chuyến bay của Vietnam Airlines thì được phục vụ món ăn nào và được suất ăn sẽ được phục vụ theo cái độ dài của chuyến bay như thế nào thì các bạn có thể xem lại cái vlog mà Yêu Máy Bay đã làm về vấn đề này nhé. Và đó là một số cái câu hỏi của các bạn đã đặt vé máy bay trong suốt một tuần qua. Và nếu các bạn có những câu hỏi khác nữa thì các bạn có thể là comment ngay bên dưới video này hoặc các video khác, cũng như là comment hoặc gửi inbox chúng tôi trên fanpage trên Facebook, và chúng tôi sẽ trả lời trong cái giới hạn hiểu biết của mình. Còn bây giờ thì có lẽ thời lượng cho vlog đã hết. Các bạn đừng quên nhấn subscribe vào kênh của chúng tôi trên YouTube và like fanpage của chúng tôi trên Facebook để có thể nhận được những thông tin hàng không, những bức ảnh về máy bay hay những câu chuyện, những trải nghiệm về hàng không thú vị nhất. Còn bây giờ thì xin chào các bạn.